Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị có mặt trong đêm giao lưu ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đêm giao lưu của chúng ta thành công rực rỡ. Nhân ngày 20 tháng 10, tôi xin gửi tới các bà, các mẹ, các chị lời kính chúc sức khỏe và chúc các bà luôn là một bó hoa tươi thắm trong vườn hoa cuộc đời. Qua đây, cho tôi xin gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tạo cho chị em chúng tôi một sân chơi vui khỏe, có ích, nêu cao tinh thần đoàn kết. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón tiết mục đầu tiên, Tổ quốc gọi tên mình. Việt Nam, biết bao chiều người lấy thân mình che chở.
sức lớn. Tôi lắng nghe